Ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh hòa bình 3.0 sau chuyến thăm gần đây tới Ukraine và Nga, theo hãng tin AFP. Hãng tin Reuters nhận định đây là chuyến công du nước ngoài bất ngờ thứ ba của ông Orbán kể từ khi Hungary đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu-EU trong 6 tháng kể từ đầu tháng 7. Ông Orbán đã tới Ukraine và nga vào tuần trước trong chuyến công du mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình. Với chuyến thăm Bắc Kinh, phía Hungary nhấn mạnh sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng Viktor Orbán vẫn tiếp tục. Không giống như các nhà lãnh đạo khác trong liên minh châu Âu, ông Orbán đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với nga. Theo những bức ảnh trên trang Facebook của ngoại trưởng Hungary. Peter Szijarto, ông Szijarto nằm trong số các quan chức tháp tùng Thủ tướng Orbán trong chuyến thăm Trung Quốc. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhà lãnh đạo Hungary sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình trong ngày 8 tháng 7 để trao đổi sâu hơn về các vấn đề cùng quan tâm. Dưới thời thủ tướng Orbán, Hungary đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Trung Quốc. Điều này trái ngược với một số quốc gia EU khác vốn đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chuyến đi của ông Orbán đến Nga khiến lãnh đạo EU không hài lòng. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Charles Michel, nói rằng ông Orbán đến Nga trong tư cách của lãnh đạo Hungary chứ không phải trong vai trò đại diện cho châu Âu. Một nguồn tin trong lực lượng an ninh nói với RIA Novosti rằng bốn quân nhân Ukraine sử dụng bè tự chế đã bơi qua sông đến Dnieper từ bờ phải sang bờ trái và đầu hàng một cách có tổ chức trước quân đội Nga ở vùng Kherson. Người đối thoại của cơ quan này cho biết, bốn binh sĩ Ukraine sử dụng tàu thủy tự chế được dán lại với nhau từ những chai nhựa rỗng đã vượt sông một cách có tổ chức từ bờ phải sang bờ trái, sông Dnieper ở vùng Kherson. Và người của chúng tôi đã đợi sẵn họ vì họ đã liên lạc với chúng tôi trước thông qua một kênh đặc biệt và thảo luận chi tiết về cuộc giải cứu họ. Trước khi vượt từ bờ phải sang bờ trái, quân đội Ukraine đã sử dụng kênh liên lạc đặc biệt trên kênh Telegram. Akong Free Soviet 2022, như của lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, 32 quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga. Theo cố vấn của người đứng đầu DPR Jan Gagin, các binh sĩ gần đây đã đầu hàng hàng loạt. Trong khi đó, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã giành quyền kiểm soát điểm dân cư Chigary ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 7 cho biết. Thông cáo chiến sự nêu rõ nhờ hành động tích cực, các đơn vị thuộc nhóm trung tâm đã đạt kết quả giải phóng khu định cư Chigari của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và cải thiện tình thế chiến thuật. Nhóm quân phía Bắc đẩy lùi 5 đợt tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã tấn công đánh bại nhân sự và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 41, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Dù Tấn Công số 92, Lữ đoàn Pháo Binh số 44, Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến số 34, số 36, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 120 và số 127 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu định cư Neskupnoye, Volchansk, Staritsy, Tikhoye, Gabuzhoka và Belikolodets vùng Kharkov. Trong một ngày đêm qua, quân nga đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của các đơn vị thuộc đội xung kích số 92, lữ đoàn JG số 71 và trung tâm lực lượng tác chiến đặc nhiệm Vostok thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 7 ra tuyên bố cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tấn công, phá hủy hai giàn phóng Patriot và một trạm radar Girafe tại khu vực cảng Yune thuộc tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine. Một đoạn video được Moscow công bố cho thấy cảnh phóng to vào các mục tiêu, sau đó là những vụ nổ xảy ra vào ban ngày tại khu vực không người gần bờ biển. Trong một bài viết trên mạng xã hội, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olaschuk cho biết Nga đã đánh trúng các hệ thống Patriot giả được Ukraine sử dụng để đánh lừa đối phương, theo Reuters. Trước đó, Ukraine được cho là đã xây dựng các hệ thống giả, rẻ tiền, tương tự như các vũ khí đắt tiền của phương Tây để dụ Nga sử dụng vũ khí tấn công. Patriot là một trong những hệ thống vũ khí cần thiết cho việc phòng thủ của Ukraine và nước này chỉ được phương Tây cung cấp một vài tổ hợp. Mỗi tổ hợp Patriot gồm nhiều thành phần như bộ phát điện, trạm radar, hệ thống phát điện và theo dõi mục tiêu, hệ thống kiểm soát hỏa lực, các giàn phóng. Mỗi tổ hợp thường có vài giàn phóng với nhiều tên lửa. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ước tính mỗi tổ hợp trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó mỗi tên lửa có giá khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ. Ông Olachuk còn nói rằng Nga đã phóng tên lửa tấn công các máy bay giả tại một sân bay quân sự của Ukraine trong tuần này. Trước đó, Nga tuyên bố đã phóng tên lửa Iskander phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 tại sân bay Dodhimsev ở thành phố Kriviri, tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 3 tháng 7. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã giúp tạo ra những máy bay và hệ thống phòng không làm mồi nhử này. Kẻ địch giờ có ít Iskander hơn và chúng ta sẽ tạo ra thêm mồi nhử, ông Olechuk nói. Theo trang The Kyiv Independent, các sân bay Ukraine gần đây hứng chịu nhiều cuộc tấn công hơn khi nước này chuẩn bị nhận chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây. Trong tuần qua, Nga tuyên bố đã phá hủy 5 máy bay Su-27 và làm hư hại hai chiếc khác tại sân bay Mihorod và một trực thăng Mi-24 tại sân bay Poltava. Các vụ tấn công khiến nhiều người chỉ trích không quân Ukraine vì không bảo vệ được sân bay dù đã có cảnh báo trước. Người phát ngôn Ilya Ieplats của không quân Ukraine đã từ chối bình luận về các vụ việc này. Cũng theo RMED, lực lượng cứu hộ và nhân viên lâm nghiệp đang làm việc tại hiện trường để ngăn hỏa hoạn lây lan. Giới chức Alusta cùng ngày cảnh báo thành phố này có thể mất nguồn cung khí đốt toàn phần hoặc một phần vì vụ việc kể trên. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là liên quan đến vụ nổ lớn khiến hỏa hoạn bùng phát. Ngọn lửa được cho là đã bao trùm một đường ống của đơn vị phân phối khí đốt Mali Mayac. Cũng trong ngày 6 tháng 7, phong trào phản kháng Ates trên bán đảo Crimea khẳng định có sự gia tăng liên tục về số lượng vị trí phòng thủ ở Crimea, vùng lãnh thổ do Nga đơn phương sắp nhập vào năm 2014, dù bị Ukraine kịch liệt phản đối. Ates ghi nhận sự gia tăng ổn định về số lượng vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển Crimea, trong khi cơ quan hành chính Crimea thuyết phục người dân rằng không có mối đe dọa đến từ hoạt động trên không của lực lượng vũ trang Ukraine. Vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển đang gia tăng từng ngày. Ates khẳng định trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo Atet, hiện có tin đồn trong quân đội Nga rằng lực lượng tác chiến chung của Ukraine, GFO, đang hình thành cái gọi là cú đấm sốc cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Crimea mùa thu tới. Phong trào này cho biết thêm, GFO cũng đang nỗ lực để cắt hành lang trên bộ theo hướng thành phố Kherson Sân của Ukraine. Tờ Pravda dẫn chia sẻ của ông Oleschuk trên Telegram ngày 6 tháng 7. Cả Ukraine lẫn Nga đều thiệt hại nhiều loại khí tài trong các cuộc giao tranh. Cả hai bên đều có lý do để không công khai vấn đề này. Tuy vậy, tôi vẫn muốn làm rõ những tổn thất của Ukraine trong hai đợt tập kích gần nhất của đối phương bằng tên lửa Iskander-M. Các mục tiêu bị đánh trúng đều là mồi nhử, đối phương đã tiêu tốn các tên lửa Iskander vô ích. Hai đợt tập kích bằng tên lửa Iskander-M của Nga xảy ra tại sân bay quân sự Don Gincevo ngày mùng 3 tháng 7 và vùng rút E ngày mùng 6 tháng 7. Trong khi đó, hãng tin Reuters trích lời ông Olekschuk cho biết, các phiên bản mồi nhử gồm máy bay chiến đấu và khẩu đội tên lửa đất đối không được bố trí tại một sân bay gần trung tâm thành phố Kariviri và cảng Odessa ở biển Đen. Lực lượng Ukraine đăng đoạn video được cho là cảnh quay từ máy bay không người lái trinh sát của Nga, cho thấy tên lửa Iskander của Nga đang tấn công các mô hình giả các mục tiêu quân sự. Reuters dẫn lại lời ông Olechuk nêu rõ, lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành các biện pháp phòng thủ thụ động. Ông cũng cho biết sẽ có thêm nhiều mô hình giả được chuyển giao nhằm làm cạn kiệt số lượng tên lửa Iskander của Nga. Trong ngày 6 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận trên mạng xã hội X Twitter việc nhận được các hệ thống phòng không Mitchell do Estonia viện trợ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Estonia viết, các hệ thống phòng không tầm ngắn Mitchell và tên lửa do Estonia cung cấp đã được chuyển giao cho Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, giới chức Ukraine không nêu rõ có bao nhiêu hệ thống Mitchell được bàn giao, nhưng Kyiv đã nhận và sử dụng từ năm 2022. Na Uy đã viện trợ Ukraine 100 tên lửa phòng không Mitchell ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Mitchell là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến được phát triển ở Pháp. Hệ thống này có tầm bắn 6 km, và được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu trên mặt đất, khỏi máy bay và trực thăng bay ở tầm thấp. Trước đợt viện trợ hệ thống phòng không Mitchell lần này, Estonia từng cung cấp cho Ukraine nhiều loại tên lửa chống tăng, pháo cối, thiết bị liên lạc, thuốc men và thiết bị bảo hộ cá nhân. Hồi tháng 3, Estonia công bố gói viện trợ quân sự trị giá 20 triệu euro cho Ukraine. Tháng 6, Estonia cho biết nước này hầu như không còn vũ khí và đạn dược trong kho để có thể chuyển sang Ukraine.